Nhà sổ đỏ trong com xin chào tất cả các anh chị. Em Lợi hôm nay sẽ dẫn các anh chị đi xem một cái căn nhà ở khu vực Lê Trọng Tấn, Hà Đông với cái diện tích là 30m², 5 tầng, diện tích mặt tiền là 4m. Cái giá chào bán của chủ đó là 2,4 tỷ. Một cái giá này để tìm được một cái căn nhà mới và tiện nghi như thế này thì mình nghĩ rằng là ở khu vực Hà Đông rất khó. Khu vực Hà Đông thì là rất tiện cho việc học tập của con em sau này, khu an sinh, khá là thoải mái, khá là tiện nghi, gần viện 1-3, gần trường đại học, viện quân y, và rất nhiều các cái trường cấp 1, cấp 2 tiện xung quanh các khu vực tiện ích này. Thì cái căn nhà khu vực Lê Trọng Tấn Hà Đông này nó là một giải pháp và một sự lựa chọn hoàn hảo cho tất cả các anh chị đang tìm kiếm cho mình một căn nhà với diện tích vừa tầm, đó là 30m², 5 tầng và với cái giá rất phải chăng 2,4 tỷ đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ với em Lượng để xem nhà 0974 95 1839.